Buổi tập hôm qua của đội tuyển Việt Nam bắt đầu bằng cuộc họp đội kéo dài khá lâu. Tại đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra những yêu cầu kỹ lưỡng về những điều cần đạt được trong buổi tập, cũng như trong những ngày còn lại để hướng đến cuộc đối đầu với đội tuyển Malaysia. Họ là một đội bóng rất mạnh, có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà bọn em có rất nhiều cầu thủ trẻ, bọn em cũng có sức trẻ thì sẽ cố gắng hết mình để có được một trận đấu tốt nhất. Lúc này thì chấn thương không còn là vấn đề lớn của đội tuyển khi Văn Quyết và Tiến Dũng đã bình phục. Còn tiền vệ Huy Hùng phải tập riêng nhưng nhiều khả năng sẽ trở lại trong ít ngày tới. Trọng tâm của buổi tập hôm qua là những bài tập bổ trợ giúp các cầu thủ rèn luyện khả năng phản xạ và có thể lực tốt nhất để hướng đến cuộc đối đầu với đội tuyển Malaysia. Cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đang trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội và điều được mọi người quan tâm nhất lúc này là có vé không, làm thế nào để sở hữu cho mình một tấm vé. Người không có vé thì lo sẽ không được vào sân hoặc mua với giá trên trời ngoài chợ đen. Nhưng những người có thể có hàng chục tấm vé như các tuyển thủ Việt Nam thì lại có những nỗi lo khác. Nhìn những khung cảnh cổ động viên xếp hàng dài mua vé, các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam hẳn sẽ rất vui mừng. Sân vận động Mỹ Đình với 40.000 chỗ ngồi sẽ được lấp đầy và đó là nguồn sức mạnh rất lớn dành cho đội bóng. Nhưng cũng chính vì cơn sốt vé mà các tuyển thủ đôi khi ở trong tình huống khó xử. Rất có thể ngay cả trong lúc ra sân tập, những chiếc điện thoại của các cầu thủ cũng reo lên không ngừng vì những tấm vé. Theo quy định, mỗi tuyển thủ được 8 vé mời và được mua 20 chiếc vé với giá gốc. Nhưng tình trạng cung không đủ cầu vẫn diễn ra. Về vé thì năm nào cũng vậy. Cầu thủ hiện tại giờ trong đội cũng có rất là nhiều người gọi là thiếu vé để mà cho gia đình, cho bạn bè. Nhưng nó, trước khi giải diễn ra thì anh em cũng đã họp và thống nhất về việc vé hoặc xử lý, cách xử lý để nó anh em tập trung toàn thể vô trận đấu. Đến hẹn lại lên, tình trạng sốt vé lại diễn ra mỗi khi đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu. Ở những giải đấu trước đây, đã từng có tuyển thủ phải bỏ tiền túi để mua vé chợ đen đi tặng người thân và bạn bè. Đội tuyển càng vào sâu giải đấu, tình trạng ấy có lẽ sẽ còn tiếp tục diễn ra. Tinh thần của đội tuyển và sự cẩn trọng của ông Park chắc chắn sẽ có được một cái trận đấu thực sự rất là hấp dẫn. Xin được cảm ơn anh Hoàng Cường ạ. Vâng, chị Thủy Vân.